Thì về nội dung của cái phần này á, thì thầy dự kiến là chúng ta sẽ có buổi hôm nay và một buổi nữa sau ha, để minh họa với các bạn UPF. Thì ở đây á, thì về nội dung phần này, đầu tiên là giới thiệu với các bạn UPF là cái gì. Thì nói chung á, là liên quan đến UPF đi sâu vào cái nội dung bài học thì thầy sẽ trình bày từ từ. Rồi cái tiếp nữa thì nó về kiến trúc của WPF, và trong cái phần WPF này sẽ trình bày với các bạn một cái ngôn ngữ gọi là XAML. Đây là một cái ngôn ngữ mở rộng từ XML hay là HTML, được không ạ? Giúp cho chúng ta tạo ra cái giao diện người dùng bằng theo dạng là XML ha, khác biệt với cái ngôn ngữ lập trình. Tức là nếu các bạn quan sát ở trong C# WinForm thì các bạn thấy là cái giao diện của người dùng được tạo ra thông qua cái ngôn ngữ C#, đúng không? Dùng ngay chính cái code của ngôn ngữ C# tạo ra giao tiếp người dùng trong cái UPF là dùng ngôn ngữ là XAML. Rồi sau đó sẽ giới thiệu với các bạn các cái control là được UPF hỗ trợ. Thì các control này nó sẽ ít hơn so với cái phần là Windows Form, đa phần khoảng 60-70% gì đó thì nó giống, và có nhiều control nó không giống. Lý do thì tí nữa vô trong bài các bạn cũng sẽ biết ha. Rồi sau đó là giới thiệu với chúng ta cái khái niệm gọi là style và transform, style and transform ha. Thì do WPF sử dụng XAML là ngôn ngữ tạo ra giao diện, để mà là ngôn ngữ tạo ra giao tiếp người dùng, đã tạo tạo ra cái phần tương tác người dùng, và XAML là một cái sự mở rộng của HTML, cho nên trong phần này Microsoft cũng đưa vào luôn khái niệm là style, style sheet các bạn, CSS, và hỗ trợ với các bạn khái niệm transform. Thì phần này thì các bạn có thể hình dung giống như là cái phần mà transform của CSS, nếu mà ai mà đi sâu hay là nắm rành về CSS thì các bạn có thể biết cái điều này. Rồi bên cạnh đó thì Microsoft hay là phần WPF á, thì cũng hỗ trợ với chúng ta những cái thao tác liên quan đến graphic và animation trong WPF luôn, chính trong cái phần là HTML chúng ta cũng thể làm được điều này. Thay vì viết code chúng ta chỉ cần là dùng HTML thôi. Đó, và cuối cùng giới thiệu với các bạn cái khái niệm WPF User Control. User Control tức là nói nôm na là nó giống như là cái phần cái tâm control của chúng ta vậy đó. À, thì đây là cái nội dung của cái bài số 10 này các bạn ha. Rồi thì nói về các UPF, đầu tiên là nói về WPF. Thì ở đây á, thì ý tưởng của Microsoft thì giới thiệu các bạn WPF, giới thiệu các bạn WPF này trong .NET 3 thì phải, trong cái .NET 3 mà xuất hiện cùng với là Visual Studio .NET 208 Service Pack 1 hay như 2010 á, chính thức là trong bản Visual.net 2010 2010 á. Đó là Microsoft muốn cung cấp một cái môi trường ha, tạo ra ứng dụng chạy được, tức là cùng một cái code đó mà chúng ta sẽ chạy được cả trên Windows lẫn trên web. Và ý tưởng của Microsoft đó là hợp nhất cái việc phát triển ứng dụng Windows và web lại làm một, để tạo ra cái sự cạnh tranh so với những cái công nghệ web thời bây giờ. Và các bạn thấy á, là WPF được định nghĩa nó là một cái sản phẩm ha, mà nó liên quan đến cái việc giao diện, hỗ trợ về cái giao diện, hỗ trợ về đa phương tiện để mà có được cái trải nghiệm người dùng là tốt nhất. Tuy nhiên á thì cái phần ý tưởng này của Microsoft thì không thành công các bạn, không thành công ha. Còn nếu mà thành công á thì bây giờ các bạn sẽ thấy là không có những cái như là Angular rồi là React Native
hay là những cái thư viện về Bootstrap đâu, mà chúng ta đã sử dụng cái mô hình WPF này hết rồi. Thì mặc dù ý tưởng về WPF của Microsoft là khá tốt, nhưng mà khi mà chuyển từ cái ứng dụng mà chạy trên nền tảng Windows mà port ra qua Linux, port qua bên web thì cũng có một số khó khăn nhất định. Và nói chung là đây là một ý tưởng mà rất là hay của Microsoft mà không triển khai được. Mặc dù á thì theo thầy biết là có một số sản phẩm ha đã được build theo cái mô hình công nghệ này rồi. Và hiện nay thì trong Windows 2010, trong Windows 10 của chúng ta thì đang tồn tại hai loại ứng dụng trên Windows. Một là Windows Form truyền thống mà chúng ta đã học từ trước đến giờ. Và thứ hai, người ta gọi là Modern UI. Thì cái ứng dụng mà dạng Modern UI này á thì đang phát triển theo cái mô hình là WPF, tức là dùng ngôn ngữ XAML để tạo giao diện và dùng C# để mà viết code cho cái phần xử lý background bên dưới. Đó, code cho phần xử lý bên dưới ha. Thì đối với WPF thì cho phép các bạn có thể tạo hiển thị và quản lý được giao tiếp người dùng, quản lý được tài liệu ha, hình, image, media tức là movie ha, hay là phim gì đó vân vân ha. Thuận tiện. Tại vì sao? Tại vì đây là nó sử dụng kiến trúc XAML, cho nên là cái tiếp cận theo cái hình thức của dạng web. Và một trong những cái đặc trưng của WPF á, đó là gì? Đối với Windows Form thì chúng ta đang dùng cái thư viện Rapid, đúng không? Thư viện làm GDI Plus để mà hỗ trợ việc vẽ ra màn hình. Thì cái GDI Plus này á, nó chỉ là một thư viện 2D. GDI Plus nó chỉ là một thư viện 2D. Về performance thì nó cũng bị hạn chế. Tại vì theo cơ chế xử lý đa nhiệm của Windows thì nó sẽ chặn can thiệp, không cho phép mình trực tiếp vẽ ra cả màn hình, nên performance nó cũng không cao lắm. Nhưng cái WPF á, thì Microsoft xây dựng trên nền tảng của DirectX, nên thứ nhất là nó hỗ trợ được cái đồ họa hai chiều là two dimension, và có hỗ trợ luôn cả đồ họa ba chiều three dimension luôn các bạn ha. Đó là cái WPF của chúng ta build trên nền DirectX. Rồi cung cấp đối với WPF thì sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nền tảng chung để mà phát triển ứng dụng trên desktop cũng là trên web. Nhưng mà lưu ý thì đây là cái ý tưởng ban đầu khi mà Microsoft đưa ra cái WPF, nhưng mà hiện nay thì chúng ta chỉ có thể sử dụng cái WPF build ra cái ứng dụng trên Windows thôi. Một thời gian trước á thì Microsoft còn có Windows Phone, thì các XAML hay WPF này được dùng để mà build, để tạo ứng dụng Windows Phone, mà Windows Phone này chết rồi ha, không ai xài nữa. Rồi kế tiếp nữa thì một cái phần mà khá là thú vị của WPF đó là sử dụng XAML để tạo giao tiếp người dùng, nên các bạn là những cái người lập trình viên web Windows hoàn toàn có thể tạo ra cái giao diện người dùng mà sử dụng cái gọi là markup language ha, không cần ôn lập trình nữa các bạn. Thì đây là ý tưởng, đây là cái tính năng mà WPF mang lại cho chúng ta. Thì đây, thì trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần kế tiếp á, thì bây giờ các bạn mở video lên, chúng ta thử tạo ra ứng dụng WPF, chúng ta coi nó như thế nào. Đây các bạn ha, thì các bạn vô new project ha. Thì ở đây trong cái màn hình này, các bạn chọn Windows Format .NET Framework nữa, mà các bạn sử dụng là chọn là WPF app nhưng mà .NET Framework các bạn nha. Còn à, cái xuống chút xíu WPF đúng không? .NET Framework. Đây các bạn, WPF app .NET Framework. À, các bạn chọn đi, còn nếu mà chọn không ra thì bạn search trên này cũng được ha. WPF bạn chỉ gõ WPF thôi thì nó cũng sẽ ra cho các bạn.
Rồi, sau khi mình chọn WPF app .NET Framework xong, Next. Và đây bạn chỉ là hello WPF. Rồi, sau đó mình nhấn Create các bạn ha. Chúng ta tạo ra cái ứng dụng WPF đầu tiên. Thì các bạn sẽ thấy là trên cái phần template của cái ứng dụng thì người ta đang chia đôi cái màn hình ra. Phía trên là chế độ design giống như là bình thường. Và phía dưới này các bạn thấy không? Đó là mã XAML tương ứng. Thì nhìn ở đây thì cái việc quan sát cả hai chế độ như thế này sẽ rất là hơi khó, tại vì thường là cái màn hình design chúng ta nó không đủ lớn, cho nên là theo thầy các bạn cứ nên chọn là hoặc chế độ design hoặc là chế độ XAML. Chúng ta sẽ không chọn hai chế độ song song như vậy các bạn ha. Thì đơn thuần là các bạn việc là đây này, các bạn nhấn vô ở đây bạn thấy không, cuối ở góc cuối bên tay phải này, cái màn hình tốt nè, thấy nó có cái nút mà hai cái mũi tên này các bạn, hai cái dấu xuống này các bạn nè, tích vô đã tắt hẳn cái màn hình là XAML đi. Và trên này các bạn hãy cho cái màn hình của mình đây là full 100%, đây có độ zoom này các bạn ha, có dễ nhìn. Do ở đây á, là trong cái phần XAML, cái phần mà vẽ lên như thế này á, là Microsoft đang sử dụng DirectX nên cái độ phân giải nó khá là cao thôi các bạn. Và nếu cần chuyển qua chế độ XAML, các bạn cần tích vô cái XAML bên dưới ha, có hai cái tab là design này, XAML này. Đó, thì các bạn thấy là đây là cái phần mặt XAML của mình. Và một cái form ở trong XAML thì nó được xem như là một cái cửa sổ, dùng cái thẻ gọi là window. Và bên trong này thì ta cũng có thể dùng cái layout, ví dụ là dùng grid các bạn ha, mô tả. Và các bạn vẫn có thể là bên này các bạn thấy không, chúng ta cũng có thanh toolbox đó. Và cái toolbox của XAML á, cái toolbox của WPF á, thì người ta không có gom nhóm các bạn nha, nó có rất là ít cái nhóm ở đây. Để bạn thấy không, chúng ta sẽ có là comment WPF control là những control cơ bản, hoặc là all là tất cả luôn các bạn ha, tất cả những control ở đây, còn lại là nó không có gom nhóm giống như là bên Windows Form, bên Windows Form ha. Cho nên là khi sử dụng thì cách có lẽ đa phần là chúng ta sử dụng nhiều là các phần own các WPF control để mà chúng ta thấy những control cần thiết ra. Những control cơ bản thì nằm bên này kéo ra nó nhanh ha. Trong cái phần own các WPF control này thì cho phép chúng ta là lấy ra control, tất cả những control còn lại. Rồi thì ví dụ ở đây á, thì các bạn có thể kéo một cái button, các bạn thả vô này các bạn. Và đối với ứng dụng WPF thì cái button của chúng ta khi kéo thả vô á, thì chúng ta sẽ thiết lập nó thông qua những cái thông tin, đúng không ạ? Ví dụ như là cái mặt pin hay là bát pin gì đó các bạn. Rồi. Rồi nào. Thì cái vị trí này mình thiết lập thông qua cái phần mặt pin các bạn ha. Cái khoảng cách này là khoảng cách từ cái button đi đến những cái pin ha. Mặt pin các bạn. Thì đang để là 120. Và các bạn có thể lít chuột phải vô cái button, chọn property. Thì chúng ta đi vô cái thanh property và mở cái phần layout ra để là chỉnh cái margin. Và cái margin này chính là khoảng cách giữa button so với cái hệ trục, cái trục ha. Và lưu ý dùm cho thầy, ở đây chúng ta không có khái niệm position đâu ạ. Chỉ đâu, nó sẽ không dùng khái niệm position để mà thể hiện vị trí ở đây đâu. Rồi, về cái phần dữ liệu á, thì ví dụ cái button này thì ngay là chưa có tên, thì bạn ghi vô cái tên là cái tên này nằm ở cái phần name, ta cũng đổi lại cái giao diện cái ô property luôn, ghi là btn ok chẳng hạn. Và cái tag của button thì nó nằm trong câu tag này ha, đó là cái chữ là chữ content này các bạn, content nè, ok. Thuộc tính bây giờ đổi thành cái chữ content luôn, chứ không phải là chữ tag nữa. Ở đây à.
À, thì đây là một số thay đổi cơ bản ha. Đó là các bạn nêu cái project và tạo ra cái giao diện tương tự đi, xong chúng ta chạy thử. Thì đây là cái màn hình HTML ha. Đây. Ở đây ha. Đây là cái giao diện của mình. Đó, thì bạn thấy nó ra y chang như vậy được ha. Và khi bạn kéo cái button vào, bạn thả vào trong này á, thì các bạn sẽ thấy ở bên mảng HTML thì trong phần này nó sẽ phát sinh ra một cái button, đúng không? Có cái content là ok, đúng không? Name này ha, tên này ha. Đó. Và bạn thấy không, mình sẽ có mô tả cái mặt tin này ha. Mặt tin của mình á, mặt tin này nó đi theo cái kiểu là top left ha. Margin là top left ha. Top left. Margin này không phải giống của web đâu các bạn nha, nó mô tả là top left á. Top left rồi ha, top left ha, top. Top. Top left các bạn ha, trình bày kiểu top left cái web ha. Rồi. À, bạn vẫn có thể ha, các bạn vẫn có thể đứng ở cái chế độ design, các bạn double click vào đây, đúng không? Đứng ở chế độ design và double click vào cái button, nó sinh ra cái button clip nè. Thì ở chế độ design này nó cũng sẽ tương tự như là bên mảng HTML và trên cái sự kiện clip ha. À, thì nó cũng phát sinh ra cho các bạn hàm là button clip ở đây, btn ok clip. À, thì Microsoft cũng là cố gắng là đưa lại ha, những cái phần xử lý quen thuộc của Windows Form và WPS. Mình cũng có message box này đúng không? Message box chấm sâu ha. Đó, thử đi các bạn, và chạy lên này các bạn. À, thì bạn click chuột vô cái ok, bạn thấy không, nó sẽ có cái hiện ra. À, thử đi các bạn. Được không? Có thao tác được không các bạn? Có thao tác được không các bạn? Nói chung là hiện tại là mình chỉ mới làm một cái project, đặt một cái button vào, đúng không? Xử lý cái sự kiện click trong cái button. Thì nói chung á, thì thực ra thì bản chất xử lý bên dưới của WPF thì nó không giống như là Windows Form, nhưng mà để cho cái người lập trình Windows Form dễ dàng tiếp xúc, dễ dàng sử dụng cái WPF thì Microsoft cũng cố gắng ha, Microsoft cũng cố gắng giữ thiết kế cái WPF, cái phần mà xử lý, cái phần lập trình ha, trên cái WPF nó gần gần giống như là trên Windows Form. Dĩ nhiên là không thể nào giống 100% được, nhưng mà 18, 9, 10, 18, 10 là có đó các bạn. Và nếu các bạn có lên mạng, các bạn xem thông tin á, thì lấy ví dụ là mềm Notepad này ha, Notepad mới của bên Windows 10, Windows 11 vậy đó. Thì phần mềm này á, cái giao diện này á, thì thầy nghe nói đúng hay không ha?
Đây là một cái giao diện được viết theo dạng là Modern UI đây. Viết theo dạng là Modern UI. Mà Modern UI có nghĩa là đang cái phần mà layout này ha, đang sử dụng cái HTTPS đó các bạn, HTML HTTPS đó. Chứ không phải là cái nút tắt cũ đâu, nó có cái nút tắt mới. Rồi calculator của bạn các bạn. Calculator này là calculator của Modern UI nè. Và nếu bạn nào mà có sử dụng cái calculator cũ. À xin lỗi này không quên thằng kéo cái nút tắt mà. Cái calculator này đi, đây là cái calculator của Modern UI nè. Các bạn nào còn có sử dụng cái calculator cũ á thì bạn thấy là nó không hề giống như cái này đâu các bạn. Thấy chưa? Calculator cũ là nó có cái thanh menu phía trên. Mà trong Modern UI là khái niệm menu này nó không có ha. Và người ta phải biết là và bạn các bạn nếu quan sát cho kỹ. Nếu các bạn quan sát cho kỹ về cái form ở bên bên cái phần form ở chế độ design của bên cái Modern UI á, của bên phần HTML á, và thấy là trên quan điểm mới thì các UPF xem màn hình chỉ là một cái hình chữ nhật thôi. Những cái phần còn lại, những cái phần còn lại là các bạn phải tự thêm bằng tay vào hết. Cái dựng menu, cái dựng phương ba phải tạo ra và gắn vô. Rồi các cái nút thêm xóa, cái nút phóng to, thu nhỏ, tắt gì đó thì cũng không có đâu các bạn. Nhưng mà cái window thì nó hỗ trợ cho các bạn. Cái còn bản chất của một cái cửa sổ trên WPF nó chỉ là một cái hình chữ nhật thôi. Người ta thay đổi rất là nhiều. Và ý tưởng này nó rất gần với những ý tưởng về ứng dụng Android, iOS thời bây giờ. Thì các bạn có thể xem lại ha. Đó, bạn coi thử đi các bạn. Rồi được chưa? Bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Các bạn đã tạo được cái ứng dụng chưa các bạn? Thì đến đây á thì cơ bản là cái việc tạo ra một cái project UPF thì thầy vừa trình bày với các bạn ha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính năng của WPF. Thứ nhất là do được triển khai dựa trên nền tảng của HTML, dựa trên nền tảng của DirectX, cho nên về cơ bản là WPF độc lập với cái độ phân giải resolution independent, là nó không bị nó cái độ phân giải nó sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề thiết kế. Thì đây là cái tính năng mà được xây dựng dựa trên cái nền DirectX các bạn nhé. Nếu các bạn design ứng dụng bằng Windows Form, bạn thấy nè ha, khi mà bạn tạo ra cửa sổ Windows Form ở đây á, bạn thấy không, Windows Form nó hay có cái thông báo nếu cái độ phân giải màn hình của các bạn mà bạn chọn trong control panel, bạn chọn trong cái phần mà setting á, cái phần bitrate này nè, mà các bạn thiết lập cái độ phân giải của chúng ta, bạn thiết lập cái độ phân giải mà đến là 125% như thầy đang thiết lập nè, thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần khi bạn chạy cái video lên, cái phần thông báo của video nó sẽ hiện lên là cái ratio các bạn, cái tỷ lệ về độ phân giải nó đang khác cái 100%, và để nó làm đúng á thì bắt buộc chúng ta phải chọn 100%. Bạn để lại kỹ thấy ha. Nhưng mà trong WPF thì nó sẽ không bị chuyện này. Tại vì sao? WPF nó có cái tính năng là resolution independent. Rồi thứ hai á là hỗ trợ animation. Thì
Về cái animation á thì nó không phải là cái tính năng của không phải là tính năng của WPF, không phải là tính năng của DirectX, mà đây là cái tính năng mà quay mượn từ cái CSS đưa vào hỗ trợ animation. Dĩ nhiên nhé, là nếu không có cái phần hỗ trợ animation cho thông qua XAML, chúng ta vẫn có thể làm animation bằng tốt. Các bạn thấy là rất là nhiều ứng dụng chúng ta vẫn có animation mà không phải dùng bởi XAML mà, đúng không? Tức là chúng ta dùng code để tạo animation là được. Nhưng mà đặc trưng của bên WPF hay là XAML cho phép các bạn mô tả cái animation bằng XAML luôn. Thứ ba là cái việc hỗ trợ cái đồ họa 2 chiều và 3 chiều. Thì thực ra đối với các bạn có khả năng chúng ta vẫn dùng đồ họa 2 chiều là chính, 3 chiều rất là ít, nhưng mà đây cũng xem như là một tính năng ha. Cái tiếp nữa là hỗ trợ cái tạo giao diện bằng cái ngôn ngữ markup là XAML. Đây là một ngôn ngữ mới. Dĩ nhiên á, là đối với chúng ta khi mà sử dụng XAML đòi hỏi các bạn phải học thêm các cái thẻ XAML, và việc học và sử dụng những cái thẻ như thế này làm cho các bạn cảm thấy là không không thoải mái. Nhưng đứng ở cái góc độ mà design, khi mà chúng ta thiết kế cái form bằng XAML thì có khả năng các bạn không cần phải thiết kế mà sẽ giao lại được cho cái anh mà làm về designer. Anh không biết code, anh biết thiết kế thôi, anh designer này anh có thể dùng XAML anh thiết kế khá nhanh. Và sau đó các bạn dựa trên những cái form mà người khác đã thiết kế để mà chúng ta là viết code xử lý cho nó hoàn thiện cái chương trình. Tính năng kế tiếp nữa là hỗ trợ data binding. Thì về cái phần data binding này á, thì trên XAML nó rất là mạnh. Được mà. Và riêng cái phần binding này nó khá là đồ sộ, tại vì hoàn toàn dựa trên XAML thuần túy thôi. Thì riêng phần binding này á thì phải không tiếp cận, khi mà dạy trình bày cho các bạn, thầy sẽ không tiếp cận cái hình thức binding dựa trên thầy sẽ không tiếp cận cái hình thức binding mà dựa trên XAML, mà ta sẽ sử dụng cái mô hình tương tự như là trên Windows Form thôi. Phần binding này nếu bạn nào có nhu cầu ha là phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng WPF thì là chắc là chúng ta phải thêm. Rồi cái tiếp nữa thì do có đã xuất bọc DirectX nữa mà, cho nên là phía WPF có tăng cường hỗ trợ mạnh cái phần là multimedia, đó là xuất bọc video và audio thông qua cái thẻ mà XAML đang cung cấp, đúng không ạ? Thì đây là một số tính năng của WPF ha. Rồi cái tiếp nữa đó thì đối với WPF á thì xin lỗi, cái tiếp nữa là nói đến cái phần là XAML. Thì XAML á là viết tắt của chữ là Extensible Application Markup Language. Thì đây là một ngôn ngữ mở rộng của XML. Nói là XAML mở rộng từ HTML thì không chính xác lắm, nhưng mà chính xác là nó mở rộng từ XML. Thì khi mà các bạn học về XML, hình như là đầu kỳ 2 hả, chúng ta có học về XML thì phải. XML với lại JSON á, thì các bạn đều biết á, là đối với ngôn ngữ XML thì người ta cho phép các bạn tự động tự định nghĩa ra các cái thẻ để mô tả thông tin của mình. XML ha, cho phép mình tự định nghĩa ra thẻ. Và khi các bạn tự định nghĩa ra thẻ thì các bạn sẽ thực hiện quá trình phạt, tức là quá trình phạt, tức là quá trình xử lý cái thẻ để mà trích lọc thông tin ra theo cái nhu cầu của mình. Thì đối với XAML á, nó dựa trên nền XAML cũng cho phép là định nghĩa thẻ, nhưng những cái thẻ này là những cái thẻ mà được Microsoft định nghĩa trước, và chúng ta phải học và sử dụng cái cách mà Microsoft đưa ra. Có nghĩa là những cái thẻ của XAML là những cái thẻ do người người ta định nghĩa sẵn rồi, và chúng ta sẽ quay trở lại giống như là bài toán của HTML, đó là những cái thẻ của XAML là những cái thẻ đã có sẵn, chúng ta học và sử dụng để mà tạo ra theo một cái thước học và sử dụng
cái cấu trúc của HTML mà tạo ra cái giao diện người dùng một cách gọi là dễ dàng hơn. Và ở đây giao diện người dùng được tạo ra thông qua mã HTML thì nó sẽ độc lập với ngôn ngữ C#. Và theo quan điểm của nhiều người ha, chứ không phải của thầy đâu, thì HTML nó giống như HTML, cho nên là cái anh mà anh designer anh dễ dàng anh tạo ra được cái giao diện người dùng. Theo quan điểm của nhiều người á, thì các bạn sẽ thấy là HTML là dạng HTML, cho nên là cái anh lập trình viên, anh designer á, anh dễ dàng học hơn là anh học viết code C#. Cho nên là thông qua HTML, anh designer anh có thể tạo ra được cái giao diện người dùng thay cho anh code. Và các bạn cũng đều biết là cái người design tạo giao diện thì nó sẽ đẹp hơn là anh code tạo giao diện, đúng không ạ? Ngoài ra nữa, để hỗ trợ cho cái việc tạo ra giao diện người dùng một cách nhanh chóng, thì ngoài Visual Code thì Microsoft có tích hợp luôn cái Impression Plan. Các bạn có thể là mở cái đây, các bạn có thể mở cái plan lên các bạn ha. Đó, plan for Visual Studio. Và mình chạy cái plan này lên á, bạn thấy là cái plan này nó sẽ cho phép chúng ta load luôn cả cái project của C# vào. Và đối với plan á, thì nó sẽ không hỗ trợ mạnh về code, hỗ trợ cho các bạn trong cái phần design. Các bạn cần xíu mà thầy mở luôn cái project mà video form này lên này các bạn, cái project PDF của thầy đây này, tắm này xuống mở này ha. Đó, đợi cái plan nó load ra này, mở lên cho các bạn coi. Và thông qua plan thì người ta sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều cái công cụ để mà hỗ trợ chúng ta trong cái phần là tạo ra giao diện người dùng. Và trước đây á, là cái Microsoft Plan là một cái công cụ mà hỗ trợ cho các bạn trong cái việc mà tạo ra ứng dụng web trên nền tảng trong cái môi trường Microsoft các bạn ha. Đây, đây là plan nè, phải không? Cái project mà thầy, cái project hồi nãy của mình nè, đúng không ạ? Là cái project này nè ha, đúng không ạ? À, không bạn, cái này là đủ rồi. Gì đây, cái lúc đúng quá vậy? Các bạn đợi chút xíu các bạn, thầy đang lít nhầm, nó bị nhảy lung tung rồi các bạn. Cái này lâu lại nữa ha, lâu sẽ lưu dần. Thì các bạn thấy này ha, đây là ở đây nhé, cái plan này nó cũng đọc hết tất cả những cái project mà các bạn đã mở trong Visual Studio.net. Và bạn thấy không, cái project mà thầy mới mở hồi nãy là Hello HTTPS đã được liệt kê ở đây. Ở đây có một điều lưu ý á, là khi bạn dùng plan để design thì bạn đừng có lốt nó lên trong Visual Studio, tại vì khi bạn dùng plan với design đây á, hai cái nó sẽ đồng thời nó cập nhật thông tin như nào đó thì nó không cho phép mà dùng đồng thời. Cái này như vậy. Rồi ở đây nè, các bạn thấy nè ha, trên cái plan thì bạn thấy control, rõ ràng control được bố trí và sắp xếp lại nó nhiều hơn ha so với bên Visual Studio.net. Và bên cạnh cái phần control thì nó còn có hỗ trợ các bạn một số cái style, đúng không? Style này ha, cái dạng thức hiển thị nè, rồi một số các behavior trên các control của chúng ta, đúng không? Thì các bạn có thể tham khảo thêm, đúng không? Để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái control này. Ở đây á, thì theo thầy thấy thì đối với cái thiết kế bên control bên plan á, thì nó rất là mạnh về cái phần design chỗ này. Người ta cho phép các bạn và cái phần này ha, các bạn chỉnh màu này, đúng không? Khá là thuận tiện này các bạn. Rồi chọn lựa chỉnh sửa màu gì đó, thì theo thầy thấy nó khá là thuận tiện. Thì cái này tùy theo các bạn ha, hỗ trợ luôn các bạn trong cái gradient, tức là loang màu của bạn ha. Chọn hai điểm đúng không? Rồi nó sẽ loang màu, nó sẽ loang dần dần ra. Khá là như vậy. Cái này các bạn có thể xem thêm ha. Mà cái này thì bên .NET là không có các bạn nha, Visual Studio .NET không có đó.
rồi hỗ trợ cho các bạn về cái việc mà tự layout nó khá là trực quan hơn, rồi hỗ trợ một số các cái change form. Change form là biến đổi các bạn ha, ví dụ như các bạn có thể là xoay, chọn cái điểm xoay này, bình thường là tâm này đúng không, thì chọn điểm xoay là cái cạnh bên này nè, thì khi thầy để vô đây thầy các bạn đây nè, là có thể làm méo hình ha, rồi có thể xoay rồi nè. Xoay này, rotate này ha, xoay này, cho nó xoay 30 độ. Phải không? Cái nút mình xoay 30 độ tạo ra hiệu ứng nó khá là đẹp. Thì những cái phần này á thì thầy chỉ giới thiệu sơ bộ thôi, thực ra đối với cái bản plan này thì thầy cũng không rành lắm, vì cái này là chủ yếu là dành cho design, và nên là bạn để là bạn đánh tập nét luôn là được rồi nè ha. Thì khi bạn viết như vậy thì bên mảng HTML nó sẽ phát sinh ra những cái đoạn code ha, hỗ trợ cho cái việc mà thay đổi này. Dĩ nhiên á, là bên XML, bên 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 Visual Studio .NET á thì nó không có, nhưng mà nó không có hỗ trợ theo cái dạng kéo hạ như thế này. Bạn hoàn toàn có thể viết code, là bạn có thể là nếu bạn làm nhiều, bạn thuộc cái dòng code này rồi thì bạn hoàn toàn có thể viết nó thẳng ở trong cái file. Rồi bây giờ thầy đóng cái project này đi ha, viết thẳng ở trong cái phần mã của cái phần HTML, phần XAML luôn nè, viết thẳng cái thẳng ở trong cái phần XAML để tạo ra được cái hiệu ứng tương tự như thế này. Nhưng mà thì các bạn thấy ha, rõ ràng là cái việc mà viết mã để tạo ra hiệu ứng thì nó sẽ không có trực quan bằng cái chuyện là các bạn kéo thả ở đây. Bạn kéo thả, bạn chỉnh sửa tới đâu bạn thả tới đó thì nó dễ nhìn, dễ dễ xử lý hơn. Còn bạn viết code, bạn viết xong thì bạn phải đi qua chế độ design coi, thì rõ ràng các bạn thấy nó không trực quan tí nào hết. Cho nên cái phần plan này được xem như là một cái công cụ rất là mạnh để hỗ trợ trong cái việc mà thiết kế ứng dụng các bạn nha. Đây thì mở lại cái project của thầy lên này các bạn. Này, ở đâu rồi? Recent project này ha. Thấy không? Thì bạn thấy là khi mà lốt lên á, thì nãy giờ những cái gì mà thầy đang thiết kế bên plan nó sẽ được đưa về bên này. Chỉ có điều là thầy thấy là bên này ha, mà không có được những cái công cụ trực quan sinh động như plan trong cái phần design đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm ha. Dĩ nhiên thì bên này thì không có mạnh như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn thao tác cơ bản thì vẫn tìm được các bạn nha. Tốt thì nó vẫn lốt lên chỗ này rồi nha. Rồi thì trên đây là cái mà các bạn đang thấy ha về cái ngôn ngữ XAML. Thì về phần này á thì chúng ta phải về tìm hiểu thêm, tại vì về phần XAML á thì nói chính xác ra nếu mà sâu thì đây là một cái phần rất là nhiều, khá là nhiều tính năng các bạn. Các bạn phải là tìm hiểu thêm rất là nhiều ta mới nắm bắt được nó. Rồi một số tính năng của XAML á thì khi mà chúng ta sử dụng XAML thì cái phần mà tạo ra giao tiếp người dùng là XAML, là cái mạng XAML. Còn cái phần là xử lý tác vụ là xử lý sự kiện click, xử lý business rule, đúng không ạ? Thì cái phần C#, cho nên một trong những tính năng của HTML đó là tách rời cái phần giao tiếp người dùng UI, phần xử lý business logic. Và khi mà tách rời như thế này thì như thầy có nói với các bạn từ lúc đầu, đó là gì? HTML có thể là do cái người thiết kế designer xử lý, do đó nó sẽ có cái gọi là user experience tốt hơn so với cái phần mà giao tiếp người dùng mà do lập trình viên xử lý. Rồi kế tiếp nữa thì sử dụng HTML, cái việc mà mở rộng cái tính năng của ứng dụng nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Trước đây do chúng ta dùng C#, dùng ngôn ngữ C# để mà tạo ra giao tiếp người dùng, những cái tính năng của ứng dụng đúng không, muốn thêm vào thì bắt buộc các bạn phải viết code. Nhưng mà ngày nay thì không nhất thiết phải viết code nữa, chúng ta có thể sử dụng mã XAML để tạo luôn. Hãy lấy ví dụ như là cái phần mà thay đổi vị trí, thay đổi
hình dạng của một cái mối tình như các bạn vừa thấy vừa rồi. Nếu các bạn muốn sử dụng muốn tạo ra cái giao diện tương tự như vậy bên .NET Framework, bên Windows Form .NET Framework, các bạn sẽ thấy là khó khăn hơn rất là nhiều. Đầu tiên là các bạn phải là từ cái lớp cuối tuần đúng không? Rồi sau đó là viết code để mà xử lý những cái thay đổi đó khá là dài. Nhưng mà bên WPF sử dụng ngôn ngữ XAML chỉ đơn thuần là vài dòng ha, thêm một vài dòng mã XAML là chúng ta đã đạt được cái mục đích rồi. Rồi ngoài ra nữa là một trong những cái tính năng của cái XAML đó là có hỗ trợ khái niệm là style. Thì dùng cái style á, thì các bạn thấy rằng là cái việc mà thay đổi một số các cái hiệu ứng, một số cái thông tin của những cái cành trơn hoặc là của nhiều cành trơn trên ứng dụng AWS rất là dễ dàng, chứ nó không có phải là phức tạp các bạn ha. Tại vì chúng ta có khái niệm như là CSS và các bạn sẽ có những cái style và tạo ra những cái style mà có thể là áp dụng cho nhiều cái cành trơn của nhiều cái form khác nhau, y chang như khái niệm CSS, file CSS ha, bên web. À. Rồi thì tiếp theo nữa thì chúng ta đi tìm hiểu cái cấu trúc của một cái ứng dụng trên cái AWS. Thì ở đây một cái ứng dụng độc lập, một ứng dụng AWS độc lập người ta gọi là standalone application ha. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ chứa một cái window hoặc là một cái page. Nhưng mà trong cái demo, trong cái phần demo mà do Visual Studio .NET đang hỗ trợ cho chúng ta, khi bạn tạo ra một cái window trong WPF thì cái thẻ tra của cái tập tin XML này nó sẽ là thẻ Windows. Đây, các bạn xem lại trong cái phần video ở đây ha. Thấy không? Khi chúng ta tạo ra một cái cửa sổ WPF bằng ngôn ngữ XAML thì cái thẻ tra của cái tập tin này luôn luôn là thẻ Windows. Và ngoài ra nữa thì trong trường hợp mà các bạn dùng cái WPF này để mà tạo ra giao diện web thì cái thẻ Windows sẽ được thay bằng cái thẻ Pay. Mà thì cái này lưu ý giùm cho thầy đấy ha. Pay là thay là chạy trên nền web thôi các bạn. Rồi đối với cái tập tin XAML này, đối với tập tin XAML này thì bên trong cái tập tin XAML người ta sẽ có một cái gọi là resource dictionary, mà nói chung á là XAML hay application nó đều có để mà hỗ trợ cho chúng ta trong cái chuyện là lý thông tin dùng chung. Thì phần này á thì từ thực giới thiệu sau. Rồi, cái phần này là cái phần định nghĩa cái tài nguyên dùng chung ha. Thì mình sẽ tìm hiểu sau các bạn nha. Đó là cái resource dictionary ha, có thể nằm trong từng cái window hay nằm trong cái application. Thì các bạn đi vào cái solution explorer, bạn thấy không? Ta sẽ có tập tin gọi là app.xaml và các bạn sẽ định nghĩa cái gọi là resource dictionary trong application này nè. Thì chúng ta có thể là sử dụng, bạn thấy không? Resource dictionary nằm ở đây này ha. Thì khi định nghĩa trong cái app là chúng ta có thể dùng chung được nhiều cái window khác nhau. Còn nếu bạn định nghĩa trong cái window thì mà chỉ xài được trong cái window này thôi. Thì cái này thì các bạn có thể là xem thêm ha. Từ từ sau đi ha, đi sâu vào nó thì thầy trình bày với các bạn một số các thông tin liên quan đến cái resource dictionary này. Rồi, trên slide thì người ta có giới thiệu với các bạn cái gọi là basic structure of XAML. Thì cái này là các bạn thấy là khi
tức là tạo ra một cái window trong HTML, trong chúng ta tạo ra một cái cửa sổ, một cái window bằng HTML của ứng dụng WPF, thì chúng ta sẽ có được cái tập tin HTML có cấu trúc giống như trên slide. Ví dụ ở đây các bạn ha, thì các bạn có thể click chuột phải vô hello WPF, bạn chọn là add window đúng không, window WPF. Bây giờ các bạn bây giờ các bạn à, bạn click chuột phải vô hello WPF, chúng ta chọn add, chúng ta chọn là window WPF, hoặc các bạn có thể chọn new item cũng được các bạn. Chọn new item xong các bạn chọn là window WPF. Ở đây thì chúng ta hình như là không có cái mục riêng nhìn à, có cái mục WPF này các bạn, đây có cái mục riêng nè, hồi nãy thầy không nhìn thấy nè, đây WPF, bạn chọn window WPF cũng được các bạn. Được chưa? Rồi bạn ghi là form form 2 thôi ha. Form form 2 đi. Form 2 thôi các bạn. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta tạo ra cái cửa sổ W một cái window mới. Được không ạ? Thì bạn đi về cái mã HTML, bạn thấy nè, đây. Đây chính là cái mã mà các bạn đang thấy ở trên cái slide của mình. Đúng không? Đó, phải không? Còn cái quiz cái hay thì nói chung là nó đi theo cái bản thôi ha, cái này không quan trọng lắm các bạn à. Và chú ý mấy cái name space mà bên phần XAML đang định nghĩa ở đây, cái name space này nè à, thì đây là cái việc nghĩa ra các cái name space của người dùng à. Rồi à, ở đây á là trên slide người ta cũng có ghi chú cho các bạn đúng không, Windows, cái thẻ Windows này các bạn, cái thẻ Windows này này ha, nó là một trong những cái thẻ mà được dùng để mô tả, hay là một trong những cái container tắt ha, cái thẻ thẻ container ấy, chứa những cái thẻ khác. Grid cũng vậy các bạn nha, Grid cũng là một cái container tắt để mô tả những cái thẻ con bên trong. Rồi về XML NS thì cái này là của bên XML dùng để định nghĩa, dùng để khai báo các cái name space. Và trong đó đó thì bạn phải nhớ là có cái name space là if nè các bạn, đang mô tả đây nè. Cái name space là if nè. Chú ý đến cái name space if này nè các bạn. Đúng không? Thì cái này được dùng để khai báo cái if 2.class là khai báo cái lớp đó. Cái tập tin .cs á dùng để mà phối hợp với XAML để mà xử lý code đó. Thấy chưa? À, chú ý thầy cái này. Còn cái những cái thấy á, những cái thẻ mà không có, như bạn coi bên này nè, đây bên tập tin main window đây, thì bạn sẽ thấy á, những cái thẻ mà không có cái prefix đứng đầu, cái prefix này là liên quan đến cái name space đúng không, những cái thẻ mà không có cái prefix đứng đầu nó sẽ thuộc về cái default name space này. Chú ý nha, thẻ như là button nè, như là content nè, horizontal alignment nè, thì nó sẽ thuộc về cái default name space. Cho nên là phải chú ý cho kỹ là khi mà dùng HTML phân biệt được là các cái thẻ của chúng ta thuộc về cái name space nè. Còn nếu chúng ta không nắm được cái điều này thì coi chừng chúng ta sẽ khai báo cái HTML nó bị sai. Và nhớ rằng XAML vẫn là tập tin HTML nha các bạn. XAML vẫn là tập tin HTML. Không có gì đặc biệt hết đâu. Rồi bên dưới người ta có định nghĩa ha, HTML là S0 á, đó là default name space, là dùng khai báo tất cả những cái control của WPF. Còn HTML 2.x thì cái name space này được dùng để mà khai báo những cái keyword là keyword ha, và những cái markup extension, những cái phần mở rộng á của XAML. Và khi bạn sử dụng cái name space thì những cái thẻ của chúng ta hay là những cái thuộc tính của chúng ta phải có cái prefix là x 2 chấm đứng đầu đó, chú ý. Rồi cái tiếp theo thì XAML
đang sử dụng cú pháp của XML thì chúng ta sẽ có thêm cái khái niệm là ngoài cái tắc chúng ta có khái niệm là attribute tính. Thì cái attribute này á được dùng để mà mô tả những cái thông tin mà chúng ta có thể truyền vào cho cái control, cho cái thẻ của chúng ta. Thì bạn nhớ là những cái control hay những cái thẻ của chúng ta thường là mô tả thông tin một control hay một cái cửa sổ nào đó. Thì cái phần attribute là các bạn thiết lập những cái thông tin này. Khác với bên Windows Form thì các bạn phải thiết lập, tức là khi mà trong Windows Form chế độ design, bạn có thể thay đổi những cái thông tin này và những cái attribute á phần code, hoặc là các bạn chỉnh sửa chế độ design thì các cái phần code tự sinh thì phía Windows Form nó sẽ sinh mã tương ứng xử lý. Thì trong XAML tất cả những cái thuộc tính này nó là những cái thuộc tính của cái thẻ. Và các bạn thấy ha, khi bạn thay đổi là chế độ design, bạn thấy không, khi bạn thay đổi chế độ design thì trên cái thẻ này ha, những cái thuộc tính trên cái thẻ nó trực tiếp nó thay đổi luôn. Và nó thay đổi ở đây bạn thấy trực quan, bạn hoàn toàn có thể vào đây các bạn thay đổi luôn cũng không sao cả. Nhưng mà bên Windows Form thì hoặc các bạn dùng chế độ design hoặc các bạn tự viết code của riêng mình thì chúng ta sẽ không có cái chỗ mà chúng ta trực tiếp vào thay đổi ở đây. Được không các bạn? Tức là những cái thông tin mà liên quan, ví dụ như bạn thấy không, cái gọi là liên quan đến cái gọi là cái tên của cái biến này đúng không? Thì ví dụ bạn thấy là ở trong XAML và tên biến là như này xong, thì bây giờ bạn chuyển qua property bạn đổi tên biến ở đây cũng được, hoặc bạn không thích bạn ở đây bạn đổi tên biến trực tiếp ở đây cũng được luôn đó. À, tức là chúng ta có hai chỗ. Nhưng mà bên Windows Form thì bạn chỉ có thể thay đổi trên cái property thôi, còn cái chỗ code ha mình không thấy. Dĩ nhiên nếu các bạn mà rằng về cái code của Windows Form thì bạn có thể tìm ra được cái nơi để các bạn thay đổi, mà thường người ta không khuyến khích chúng ta làm cái chuyện này, thường người ta không khuyến khích mình làm cái chuyện này ha. Đó, cho nên là các bạn chú ý giùm cả thầy. Rồi, về cái property này á thì nó có hai loại ha. Property attribute tức là cái thuộc tính á, thuộc tính mà dạng là thông tin á thì sẽ mô tả những cái thông tin, mô tả những cái giá trị mà các bạn có thể thay đổi trên form. Thứ hai là event attribute, những cái thuộc tính về sự kiện, thì cho phép các bạn định nghĩa các cái phần xử lý cho cái thẻ. Ở đây á thì trong cái Windows Form này á có một điều mà thầy có vẻ không thích lắm á, đó là những cái thuộc tính mà liên quan đến cái sự kiện á thì mình không phân biệt được với những cái thuộc tính liên quan đến giá trị, liên quan đến thông tin và là property ha. Mình không phân biệt được cái property với cái attribute với cái event, không phân biệt được property với event. Nhưng mà nếu các bạn làm trên web đó, thì các bạn sẽ thấy ha, thông thường thực ra thì cái này nó đơn giản là thông thường những cái event nó có từ on đứng đằng trước, đúng không? On từ list đúng không, on chain. Nhưng mà bên phía Windows là các UPF nó là mất cái này đi rồi, và các cái event attribute có cách viết giống như là property attribute luôn, cho nên các bạn sẽ khó khăn khi mà chúng ta phân biệt hai thành phần này. Là khó khăn phân biệt dẫn đến cái chuyện là chúng ta sẽ khó nhớ hơn nha các bạn. Rồi, về các cái thẻ ha, các cái thành phần của cái XAML này á, thì các bạn sẽ thấy á, thì đối với XAML thì nó sẽ được tạo ra bởi cái CLA, CLA tức là Common Language Runtime, nó được tạo ra bởi CLA. Và nó cũng phân ra làm hai loại ha, các cái XAML element này nữa ha. Một đó là property element, các bạn thấy không, đây là cái property element. Thì property element cho phép chúng ta có thể gán giá trị và câu property, và nó sẽ có hai cách viết luôn các bạn. Một á là các bạn viết theo cái kiểu đó là tên thẻ thuộc tính. Thứ hai là viết theo cái kiểu là property element, cái gọi là property element luôn, tức là nó giống như một cái thẻ độc lập các bạn.
Còn event thì mình sẽ định nghĩa event theo trường hợp. Hãy lấy ví dụ như này nè. Đây cái là property nhé. Đây là thấy không? Cái property là ví dụ là cái content này nè ha, là ok. Thì đây là viết theo cái kiểu là attribute. Nhưng bạn có thể viết thành một cái thẻ con. Button chấm content hello đấy nè, thì bạn xóa cái này trên này đi, và bạn có thể là đóng cái thẻ là button content. Thì bạn viết theo kiểu này á thì bạn sẽ thấy là ở chế độ design thì nó sẽ hiện là chữ hello, không phải là chữ thật ok nữa. Tức là cái thuộc tính của chúng ta có hai cách viết, một là viết theo cái attribute bình thường truyền thống, hai là viết theo cái kiểu của là HTML như thế này, viết theo cái kiểu gọi là kiểu mình gọi là kiểu gì ta, kiểu element, kiểu thẻ như thế này, kiểu element như thế này các bạn nhé. Kiểu cái attribute của chúng ta đó là viết theo kiểu là attribute truyền thống hoặc là viết theo kiểu element. Và hãy lưu ý với các bạn, viết theo kiểu element là chỉ có trên XAML. Cái XML chúng ta không có tính năng này đâu nha các bạn. XML không có tính năng này. Cái này là của XAML thôi. Rồi. Tiếp theo nữa thì về cái event. Event thì chỉ có một cách viết duy nhất là viết theo kiểu này thôi các bạn nha. Không viết theo cái trên được đâu. Property element được đâu ha. Và trên slide thì các bạn thấy là người ta có đưa ra cho các bạn một cái ví dụ. Thì nói chung á thì cái cách viết là theo cái kiểu là property element á, cách viết theo kiểu property element như thế này nhá. Thì theo thầy thấy thì nó hơi dài và không biết là nó có dễ đọc hay không. Đó quan điểm của người thôi, mà theo thầy thì nó hơi dài. Cho nên nếu được attribute truyền thống đi cho nó thuận tiện hơn. Cái viết theo kiểu phía dưới này á thì thẻ nó dài quá, tại vì cứ mỗi cái nó phải có thẻ mở thẻ đóng, được không ạ? Nhưng mà viết theo kiểu attribute nó sẽ gọn hơn, dễ nhìn hơn. Và nói chung á, bằng cách cung cấp cho chúng ta hai cái cách mà mô tả các attribute như thế này thì rõ ràng cái việc mà mở rộng cái tập tin HTML thêm bớt thay đổi gì đó mà thấy nó cũng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, được không ạ? Rồi thì đây là cái code HTML này các bạn, chúng ta có cái code CSS nè, liên quan đến cái gọi là cái button chúng ta này ha, cái sự kiện là các bạn PGN click nè, và khi bạn click vô đây và khi bạn khi tên bạn click vô cái button này, cái hàm PGN click nó sẽ được gọi, và đây là cái hàm PGN click các bạn. Nó dùng message box này nó hiện ra thôi các bạn ha. Và đây là cái kết quả minh họa. Cái này nó giống như là cái demo của thầy mà nó thiếu cái demo của thầy hồi nãy là cái test box, học dữ liệu từ cái test box ra thôi. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy cái xử lý dùng message box sau hiện lên thì các bạn học thêm trong cái phần này. Ở đây là mình phải lên trên cái test box luôn nè các bạn. Đọc dữ liệu cái test box ra hiện lên cho các bạn coi nè. Đó, kéo qua đây đi ha. Đó, ở đây nè. Rồi mình kéo cái test box thành họ vô nè. Đây thì đặt tên là TTNM nữa ha. Và xóa cái vô cái phần tính test xóa tên. Rồi. Thì chỗ này nè các bạn, thì bạn thấy rõ là tin đúng không? Ở trên thiết kế á, ở trên chế độ design á là tính test này á thì mình sẽ xử lý cái phần test này nè ha, test box này ha, thì bạn thấy không, người ta vẫn dùng cái thuộc tính test này để xử lý cái tên ở đây.
À, chỉ có cái bút tình á, thì mới đổi lại thành cái content thôi nha. Cái khác đâu, test thì vẫn sử dụng thuộc tính test, cái bút tình nó mới đổi thành cái content thôi. Rồi, đến đây thì bạn đến đưa bạn làm một cái test, bạn thấy với là nem, chỗ này nó có gọi là caption đúng không? Caption welcome đúng không? Ví dụ vậy. Rồi mình chạy thử này các bạn. Đó, thì bạn thấy không? Nó đơn giản vậy đây ha. Quàng vô. Click vô cái nút bút tình thấy không? À. Rồi các bạn xử lý lại thử đi các bạn. Rồi tiếp theo ha, chúng ta còn một số cái vấn đề trên này thì thầy trình bày tiếp này các bạn. Rồi về để mà tạo ra cái tập tin HTML thì hiện nay á thì có rất là nhiều cái công cụ hỗ trợ. Cơ bản nhất á thì đơn giản nhất á các bạn ha, thì chúng ta đang sử dụng ở đây nó chính là Visual Studio .NET. Bên cạnh đó
thì có công cụ là Impression Plan, Impression Plan đó, thầy cũng vừa trình bày với các bạn. Tên mới của nó là Microsoft Plan, phải quên rồi đây nè. Tên mới là Microsoft Plan for Visual Studio, còn trước đây nó gọi là Impression Plan. Thì Microsoft Impression Plan thì thực ra đây là một cái công cụ mà hỗ trợ mà tạo ra trang web của Microsoft để mà cạnh tranh với cái bộ Macromedia các bạn ha. Nhưng mà nó không có nổi lắm. Rồi có những công cụ cho những người khác viết không phải của Microsoft, như là WPF Designer, đúng không? Rồi Standard Text Editor, ví dụ như Notepad, đúng không ạ? Hoặc là Developer Tool như là XAML Pad chẳng hạn. Thì nói chung á, thì các bạn sẽ thấy là XAML là người ta dùng cái dạng là plain text, dạng văn bản các bạn ha, để mô tả thông tin, đúng không ạ? À, do đó các bạn có thể dùng bất kỳ một cái ngôn ngữ nào hỗ trợ gõ nhập liệu là chúng ta đều có thể là đạt được. Chủ yếu là lưu lại dạng file là dạng plain text nha. Các bạn dùng Word á thì nó cũng được luôn, nhưng mà phải lưu lại cái file Word, không được lưu dạng copy mà lưu dạng là TT, dạng plain text á. Và cái quy trình xử lý cái mã XAML á, thì các bạn sẽ thấy á, cái mã XAML của chúng ta khi mà được cái Microsoft biên dịch á, thì nó sẽ biên dịch từ XAML ra cái dạng là BAML. B là viết tắt của chữ binary các bạn nha. BAML, bạn thấy không? Cái chữ B nè. Bạn thấy chữ B này không? BAML. XAML biên dịch ra BAML. Không phải biên dịch ra C# nha các bạn, không phải chuyển nó thành code C# đâu. Mà nó biên dịch ra mã BAML. Sau đó nó ha cái phần BAML này nó sẽ ghép với cái code C# của mình, cái phần biên dịch ra dạng binary code C# của mình á, để nối lại thành cái WPF application. Có nghĩa là cái BAML nó phối hợp cái code C# để mà tạo ra cái ứng dụng của chúng ta. Và như vậy BAML này nó giống như là một cái module riêng, được không ạ? Mục đích dùng để xử lý giao diện thôi. Đó là điều mà các bạn cần quan tâm ở đây. Và cái cơ chế này là cái cơ chế hiện nay mà hầu hết các cái mobile application đang áp dụng, ví dụ như là Android ha, ví dụ như là bên iOS ha, đang đang dùng theo cái cơ chế này luôn các bạn nha. Đây là phần mà các bạn chú ý. Đây phần là các bạn chú ý ở đây. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái khái niệm này á, thì thực ra đối với các bạn ở cái mức lập trình ta thì có ở cái mức tìm hiểu cơ bản về XAML ở đây thì có thể chúng ta không quan tâm, nhưng mà nếu trong những cái project lớn á, khi mà cái lượng xử lý nó số lượng thông tin xử lý nó nhiều á, thì có thể các bạn sẽ quan tâm đến cái điều này. Đó chính là cái gọi là route event, sự kiện liên quan đến cái lộ, người ta gọi cái route các bạn ha. Route là cái đường đi, cái lộ trình, năm nôm na là như vậy các bạn. Thì ở đây á, thì khi mà các bạn build ra một cái control, phải không? Build ra một control giống như trên slide, build ra cái màn hình ha, XAML giống như trên slide, thì XAML sẽ quản lý thông tin này dưới dạng tay tree control. Đó mà bạn thấy cái tree control không? Nó quản lý dạng cái tree control như thế này. Và ở đây á, thì theo sơ đồ cây như thế này, thì mỗi khi mà có sự kiện ví dụ button click hay là việc phát sinh, thì người ta sẽ XAML để kiểm tra xem sự kiện phát sinh trên cái nút trên cái control nào, người ta sẽ duyệt tay, đúng không? Và với cái cách duyệt tay như thế này, người ta sẽ cho phép các bạn đó là gì, cái sự kiện mà của button á, thì các bạn có thể đăng ký không phải đăng ký ngay trên cái button này, mà chúng ta có thể đăng ký ở những cái nhánh trang, ví dụ như là nhánh grid hoặc nhánh window, và có thể đăng ký ở cái nhánh phía trên được. Và ví dụ như bạn đăng ký cái xử lý sự kiện cho cái button ở cái nhánh window, thì có nghĩa là từ window này trở xuống có bao nhiêu button
nó đều dùng chung cái hàm xử lý sự kiện đó, và cứ mỗi lần click button thì cái hàm xử lý sự kiện button nó sẽ được phát sinh. Các bạn có hình dung không? Cái này chúng ta gọi là route event. À, cái event mà theo cái route là đi theo cái route á. Có nghĩa là chúng ta có thể đăng ký hàm xử lý sự kiện chung cho nhiều cái route khác, cái cần trường khác nhau luôn nha các bạn. À, thì đây gọi là route event. Thì đây là một cái ý tưởng khá là hay nhưng mà cũng sẽ là hơi khó hiểu, tại vì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề tìm kiếm và sự kiện. À. Rồi thì về phần này á, thì hôm nay thì cơ bản thì thầy giới thiệu với các bạn các cái thông tin mà có liên quan đến WPF, chi tiết từng control được sử dụng và phối hợp ở trong ứng dụng. Chắc có lẽ là dành buổi sau các bạn ha. Sau chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ ngừng ở đây.